và tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay, em xin thực hiện bài tập số 13. Đó là bài tập về truyền nhận dữ liệu. Thì theo yêu cầu của bài toán thì chúng ta có hai con bit 1687. Thì chúng ta sẽ có hai cái nút nhấn cho con led và nhiệt độ. Thì nếu mà nhấn nút nhấn led thì màn hình LCD sẽ đổi trạng thái cho con led. Thì con led chỉ có hai trạng thái là sáng và tắt. Và khi nhấn nút nhấn của nhiệt độ thì màn hình LCD sẽ cập nhật và hiển thị lại cái nhiệt độ của cái con LM35. Thì để tránh mất thời gian thì em đã vẽ sẵn cái sơ đồ mạch nguyên lý cho cái bài tập số 13 này. Thì ở đây chúng ta dùng hai con bit 16887. À, bên này thì ở chân mắt liêm chỉ có một con điện trở có tổ hoạch anh. Bên này cũng vậy, có tổ hoạch anh, điện trở. Thì ở chân RB4 và RB5 em sẽ sử dụng hai cái nút nhấn, một cái nút nhấn led và một cái nút nhấn nhiệt độ. Ở đây có một cái con điện trở kéo lên ở chân mát. Cái con LM35 là con cảm biến nhiệt độ này em sẽ nối với chân RE0. Nó là kênh số 5. Rồi màn hình LCD 16x2 thì nối tương ứng là các chân RD4, RD5, RD6, RD7 nối với cái chân dữ liệu D4, D5, D6 và D7 của con LCD. Rồi các chân RE2, RE1, RE0 sẽ nối với lại ba cái chân này. Ở đây kết nối giữa con bit hai con bit thì chỉ có hai chân truyền và nhận dữ liệu. Thì truyền dữ liệu là TX sẽ nối với lại RX và nhận dữ liệu RX nối lại TX. Ở đây chúng ta sử dụng một cái nút led, một cái con led và nối với chân RB1. Thì sơ đồ mạch nguyên lý theo yêu cầu của bài 13 như thế này. Thì khi mà chúng ta nhấn cái nút led này thì nếu mà nút con led này nó đang ở trạng thái sáng thì nó sẽ chuyển sang trạng thái tắt và nó sẽ hiển thị lên cái màn hình LCD này là nó đang ở trạng thái nào. Và ở nhiệt độ thì ở đây nó sẽ hiển thị nhiệt độ. Thì khi mà mình nhấn nút nhiệt độ thì nó sẽ cập nhật cái nhiệt độ ở cái con miếng LM35 này qua cái màn hình LCD này. Thì đây là cái đoạn chương trình mà em viết sẵn cho cái bài tập số 13. Đây là cái chương trình thứ nhất cho con bit thứ nhất và chương trình thứ hai cho cái con bit thứ hai. Thì đầu tiên thì khai báo thư viện bit 1687.hs sử dụng IDC 10 bit. Delay thì em sử dụng 20MHz. Đây là cái dòng truyền nhận dữ liệu buộc phải có là RS232. Đây là 9600. Thì ở đây thì hai con bit nó phải trùng với con số này thì nó mới hoạt động truyền nhận dữ liệu được. Ở đây XMIT chân C6 và RCV là chân C7. Ở đây em có hai cái nút nhấn là nhiệt độ ở chân B5 và led là ở chân B4. Thì đầu tiên em có con cái biến thêm một bằng không thì nó gồm có 8 bit và cái biến nhiệt độ nó gồm có 16 bit. Rồi, cái chương trình thì mở ra là mục B. Đây là cái setup IDC. Rồi chúng ta set IDC channel 5, delay 10 ms. Thì chúng ta sẽ đọc cái nhiệt độ lên. Thì cái đoạn chương trình này thì ở cái bài nhiệt độ đã giải thích. Thì nhiệt độ bao nhiêu thì nó đọc thì nó chia cho 2.0146 thì nó sẽ gán cái nhiệt độ này cho cái biến thêm 1.
Rồi nếu mà chúng ta sẽ kiểm tra cái nút nhấn ha. Nếu cái nút nhấn led được nhấn thì delay 10 giây và chờ cái nút nhấn thả ra, và nó sẽ được truyền dữ liệu cho nó sẽ truyền dữ liệu cho cái con bit thứ hai. Thì ở đây sử dụng lệnh pushy, thì đây là cái truyền dữ liệu cho con led, thì đặt tạm là biến L. Thì bit pushy L này sẽ truyền cho cái con bit thứ hai. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái nút nhấn cho nhiệt độ của nhiệt độ. Đây kiểm tra nút nhấn ha, chờ nút nhấn nhấn và đợi 10 giây chờ nút nhấn được thả ra, thì sẽ truyền cho cái con bit thứ hai qua cái lệnh pushy là thêm một, là cái nhiệt độ mà chúng ta đã gán lúc ban đầu đọc được. Thì để lặp đi lặp quá trình lại quá trình này thì chúng ta sẽ delay nó khoảng 10 giây. Đây là cái đoạn chương trình cho cái con bit thứ nhất. Của con cái bit thứ hai thì chúng ta cũng mở đầu bằng khai báo thư viện là con bit 16887, rồi delay clock bằng 20 MHz. Như đã nói ban đầu thì cái dòng lệnh này buộc phải có ha, RS232 là cái dòng mà truyền nhận dữ liệu. Con 9600 này, cái số 9600 này nó buộc phải giống nhau. Rồi khai báo thì tại con bit số 2 sử dụng LCD cho nên chúng ta phải khai báo cái chân cho nó. Ở đây chúng ta có các chân enable là chân E2, rồi S là chân E0, rồi W là E1. Các chân dữ liệu data 4 nối với D4, data 5 nối với D5, data 6 nối với D6 và data 7 nối với D7. Và cái con led thì sẽ nối với là B1. Rồi khai báo ở đây chúng ta sử dụng một cái biến tạm gồm 8 bit và một cái biến nhiệt độ của ta cũng gần 8 bit. Rồi chương trình của chúng ta là đầu tiên thì ngõ ra là chân B và chân D. Rồi đầu tiên là con led được khởi tạo là nó đang tắt, và đây là cái lệnh sử dụng cho LCD, nó phải buộc phải có cái lệnh này thì con LCD nó mới tiếp tục nhận được cái lệnh khác. Rồi ở đây chúng ta có một cái lệnh là nhận dữ liệu, thì nếu mà KB hit có dữ liệu thì cái biến tạm sẽ được gán lại cái guess C. Còn nếu cái biến tạm là nếu cái biến tạm này được gán là cái dữ liệu của con led là tạm bằng bằng L thì nó sẽ cho ra con led, nó sẽ đảo trạng thái của con led. Và nếu mà không phải là dữ liệu của con led thì nó sẽ là cái dữ liệu của nhiệt độ và nó sẽ gán cho cái biến tạm này. Thì cái đoạn này chủ yếu là để kiểm tra thử cái nút nhấn nào được nhấn và nó truyền sang dữ liệu của con bit thứ hai để nó nhận và nó thực hiện cái lệnh. Thì ở trên màn hình LCD thì ở dòng thứ nhất và vị trí thứ nhất thì nó sẽ hiển thị cái trạng thái của cái con led này. À, nếu mà led sáng á, thì nó sẽ viết ra là trên LCD nó sẽ là dòng là led đang sáng. Còn nếu mà nó tối thì nó sẽ đang tắt thì nó sẽ là led đang tắt. Rồi ở hàng thứ hai, ở hàng thứ hai cũng dòng thứ nhất thì nó sẽ viết ra cái lệnh LCD là nhiệt độ 2.2U, thì nó sẽ hiển thị ra cái nhiệt độ của cái dữ liệu mà nó đọc được ở con bit 1687 ban đầu trên con LM35 thì được bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị ra bấy nhiêu. Và cái LCD pushy 0xDF này là cái ký hiệu độ, và LCD pushy C là độ C. Như vậy thì
hai cái đoạn chương trình dành cho hai con bích đã viết xong. Thì sau đây em sẽ tiến hành chạy thử cho mô phỏng. Ở đây, đây là cái sơ đồ mạch nguyên lý ban đầu em đã vi sẵn và em đã nạp chương trình và chạy thử. Em sẽ chạy cho mọi người xem. Rồi, đầu tiên thì con led đang tắt và màn hình cũng hiển thị led đang tắt. Và cái lúc này nhiệt độ khai báo lúc đầu là 0 độ C thì nó vẫn là hiển thị là 0 độ C. Bây giờ nhấn nút led. Thì led lúc này đã sáng và trên màn hình LCD hiển thị led đang sáng. À, nếu mà nhấn nút tắt thì led tắt và màn hình LCD sẽ hiển thị là led đang tắt. À, sau đây nhiệt độ lúc bây giờ là 29 độ thì em nhấn nút nhiệt độ. Thì màn hình LCD sẽ hiển thị nhiệt độ là 29 độ C. Bây giờ em sẽ tăng tăng cái nhiệt độ này lên là 32. Thì cái màn hình LCD nó vẫn chưa có nhận được dữ liệu khi nào mà nhấn nút nhấn thì cái màn hình LCD này nó chỉ nhận được dữ liệu là 32 và nó 32 độ và nó hiển thị lên màn hình LCD này. Thì đây là cái mô phỏng và em đã thực hiện thành công cái bài tập số 13. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.